Quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của Truyền hình Nhân dân. Thưa quý vị, khối không khí lạnh mới vẫn đang trên đường di chuyển xuống nước ta. Dự báo khoảng gần sáng và ngày mai thì khối khí lạnh sẽ tràn xuống nước ta, sẽ ảnh hưởng đến khu vực phía Đông Bắc Bộ trước, sau đó sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh thuộc khu vực phía Tây Bắc Bộ và xuống khu vực phía Bắc Trung Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ gần sáng và ngày mai, khu vực Bắc Bộ cũng chuyển mây nhiều và có mưa, mưa rào rải rác và cục bộ có dông. Nhiệt độ cao nhất ngày mai sẽ dao động ở ngưỡng từ 18 cho đến 21 độ, và càng về trưa chiều thì nhiệt độ càng giảm hơn. Với mức nhiệt này thì ngày mai Bắc Bộ sẽ chuyển rét, riêng một số nơi ở vùng núi cao có thể đạt ngưỡng rét đậm. Ở Trung Bộ, trong đêm nay chỉ có mưa cục bộ ở khu vực từ Đà Nẵng trở xuống đến Phú Yên. Nhưng gần sáng và ngày mai, cùng với quá trình tăng cường xuống của không khí lạnh, thì Trung Bộ sẽ có mưa trở lại. Trong sáng mai, mưa chủ yếu tập trung ở khu vực phía Bắc Trung Bộ trước. Sau đó, đến trưa và chiều, mưa sẽ lan xuống dần khu vực Trung Trung Bộ, thậm chí xuống đến tận khu vực của Quảng Ngãi. Cục bộ có mưa vừa, mưa to. Cũng do có mưa nên nhiệt độ Trung Bộ trong ngày mai cũng giảm. Khu vực Bắc Trung Bộ từ ngày mai trời cũng chuyển rét với mức nhiệt cao nhất ngày dao động trong khoảng từ 20 cho đến 23 độ. Khu vực từ Quảng Bình xuống đến Thừa Thiên Huế mưa muộn hơn nên nhiệt độ cao hơn dao động từ 23 đến 25 độ. Các tỉnh thành từ Đà Nẵng xuống đến Quảng Ngãi có mức nhiệt là 25 đến 28 độ. Còn các tỉnh Bình Định đến Bình Thuận trong ngày mai tạm thời chưa chịu tác động của khối không khí lạnh nên nhiệt độ vẫn cao và dao động ở ngưỡng từ 29 đến 32 độ. Khu vực Nam Bộ và Tây Nguyên trong đêm nay và ngày mai vẫn mang thời tiết đặc trưng của mùa khô, đó là ít mưa và ngày trời nắng. Nhiệt độ trưa chiều mai ở Tây Nguyên dao động từ 28 cho đến 31 độ, còn tại Nam Bộ có mức nhiệt là 32 cho đến 35 độ. Trên biển, do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ ngày mai ở khu vực Vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao từ 1,5 đến 2,5 m và biển động. Ở khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, với sóng biển cao từ 2 cho đến 4 m, sau tăng lên 3 đến 5 m và biển động mạnh. Chiều tối và đêm mai, vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau, khu vực giữa Biển Đông và vùng biển phía Tây của khu vực Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển phía Tây của huyện đảo Trường Sa, có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, biển động. Và sau đây sẽ là dự báo chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh, thành phố trên cả nước.